Thưa quý vị, hôm nay, lễ hội kinh tế Sharia Indonesia lần thứ 11 đã khai mạc tại trung tâm hội nghị Jakarta với trọng tâm về phát triển kinh tế Hồi giáo như động lực của tăng trưởng kinh tế quốc gia tại nước có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới này. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết từ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Erlangga Hartarto nhận định, trong bối cảnh thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp, kinh tế và tài chính Hồi giáo Sharia sẽ có vai trò chiến lược trong khuyến khích tăng trưởng bền vững. Cũng tại sự kiện, Thống đốc Ngân hàng Indonesia Peri Warjio đã công bố 4 chương trình chiến lược nhằm củng cố hệ sinh thái Sharia quốc gia. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp trưng bày và giới thiệu các sản phẩm được cấp chứng chỉ Halal phù hợp với tiêu chuẩn của đạo Hồi. Lễ hội này là cơ hội lớn cho các nhà phân phối như chúng tôi. Chúng tôi phân phối các sản phẩm halal. Chúng tôi nhập hàng từ nhiều nguồn ở trong nước và xuất khẩu sang một số nước như Malaysia, Iran và Đức. Người Hồi giáo chúng tôi luôn tìm mua các sản phẩm halal. Các sản phẩm ở đây rất phong phú và đa dạng. Maroc là quốc gia Hồi giáo nên chúng tôi rất quan tâm đến các sản phẩm halal. Tôi nghĩ đây là lĩnh vực mà chúng tôi và Indonesia có thể hợp tác tốt và là cơ hội phát triển kinh tế của cả hai nước. Lễ hội kinh tế Sharia Indonesia 2024 kéo dài 5 ngày, quy tụ nhiều ngành hàng gồm thực phẩm và đồ uống, thời trang, dược phẩm và mỹ phẩm. Chính phủ Indonesia đang khuyến khích các doanh nghiệp tham gia ngày càng nhiều hơn vào thị trường halal thông qua hàng loạt các chính sách và chương trình hỗ trợ. Điều đó không chỉ giúp tăng trưởng kinh tế mà còn tạo ra nhiều việc làm cho xã hội. Và sự kiện lần này như một cú hích đối với các sản phẩm halal của Indonesia, không chỉ quảng bá ở thị trường trong nước mà còn tạo ra những cơ hội để xuất khẩu ra nước ngoài. Đỗ Quyên, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đưa tin từ Jakarta, Indonesia.